Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Báo động cực xấu ở Ukraine do cuộc tấn công của Nga. Đại tá Ukraine Oleg Starikov, từng làm việc trong cơ quan an ninh SBU cho biết trên kênh YouTube có tên là Polit Expert là các cuộc tấn công của Nga và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể khiến lực lượng vũ trang Ukraine mất tinh thần. Chính Tổng thống Zelensky đã nói rằng 80% năng lượng của chúng ta đã bị tiêu diệt, chỉ còn 20% còn lại. Chiến tranh không chỉ là vấn đề ở chiến tuyến mà còn là vấn đề ở hậu phương. Nếu hậu phương và quân đội không được kết nối với nhau, đặc biệt ở hậu phương còn tệ hơn ở quân đội, điều này có thể dẫn đến tinh thần của quân nhân bị xả sút ông phản nàn. Theo ông Oleg Starikov, nếu Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng còn lại thì Ukraine sẽ không thể sống sót qua mùa đông. Kể từ tháng 10 năm 2022, Quân đội Nga đã tấn công vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và liên lạc của Ukraine. Như Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Ukraine đã thừa nhận trước đó, mức độ thiệt hại đối với các cơ sở năng lượng là vô cùng lớn. Các nhà máy điện và trạm biến áp đang hoạt động ở mức giới hạn công suất. Tiết lộ số phận tài sản của giới đầu sỏ Ukraine ở vùng Kherson. Thống đốc Vladimir Sando cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với Ria Novosti, là tài sản của các nhà tài phiệt Ukraine ở vùng Kherson đã được chuyển giao cho cơ quan quản lý vận hành. Ông này cho biết hiện nay vùng có cơ chế công nhận tài sản bị bỏ hoang là vô chủ và chuyển giao cho cơ quan quản lý vận hành. Vùng Kherson nằm ở vùng hạ lưu của Niper, Kherson trở thành một khu vực của Nga vào tháng 9 năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó 87,05% người tham gia đã bỏ phiếu gia nhập Nga. Ukraine không công nhận tính hợp pháp của việc thể hiện ý chí này và tiếp tục bao vệ lãnh thổ. Hiện tại quân Nga đã kiểm soát 75% khu vực Kherson. Lực lượng vũ trang Ukraine nắm giữ hướng ngạn sông Niper bao gồm cả thành phố Kherson. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga và Ukraine cuối cùng sẽ vượt qua được sự thù địch của họ sau khi xung đột giữa hai nước láng giềng kết thúc. Hai bên cần bắt đầu tìm kiếm một giải pháp đàm phán ngay bây giờ, ông nói thêm. Chúng ta cần tìm được tiếng nói chung với người Ukraine để chấm dứt cuộc chiến này, ông Lukashenko nói với các sinh viên từ Đại học Tin học và Điện tử Vô tuyến Belarus. Không bên nào nên tiến xa hơn nữa, ông nói, vì họ đã làm quá đủ rồi. Nhà lãnh đạo Belarus dự đoán rằng Nga và Ukraine cuối cùng sẽ khôi phục lại mối quan hệ tốt đẹp, chỉ ra rằng mối quan hệ của đất nước ông với Đức sau Thế chiến thứ hai. Belarus đã bị phá hủy hoàn toàn, ông nói, ám chỉ đến sự chiếm đóng của Đức Quốc xã tại Cộng hòa Xô Viết Belarus, khi đó là một phần của Liên Xô. Tuy nhiên, thế hệ của các bạn, thậm chí là thế hệ của tôi, đã nói chuyện bình thường với người Đức, ông giải thích. Theo Lukashenko, Washington là bên duy nhất hưởng lợi từ cuộc xung đột, và đang làm như vậy bằng cái giá phải trả là Ukraine và thậm chí là các đồng minh của nước này ở châu Âu. Mỹ đang sử dụng Ukraine để phát triển các ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình bằng cách đổ tiền vào sản xuất vũ khí để viện trợ quân sự cho nước này. Châu Âu cũng có thể mạnh hơn nếu hợp tác với Nga thay vì chỉ đơn giản là đi theo Mỹ, ông Lukashenko nói. Sự kết hợp giữa công nghệ châu Âu và nguồn tài nguyên của Nga có thể thúc đẩy sự phát triển của châu lục này. Ông cho biết, lập luận rằng thay vì điều này, các công ty của Đức đã bị tước mất nguồn năng lượng giá rẻ của Nga và đang đóng cửa. Đừng nghĩ rằng người Mỹ và người châu Âu là một gia đình. Người Mỹ không cần một châu Âu hùng mạnh, ông Lukashenko cảnh báo. Đức rơi vào bẫy khi cố gắng làm Nga phá sản. Các nước phương Tây đã áp đặt một loạt các biện pháp hạn chế đối với Nga để tước đoạt các nguồn thu nhập chính của nước này và cô lập nước này trên trường quốc tế. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác so với kế hoạch. Ấn phẩm có tên là Infobrix cho biết. Tình hình kinh tế ở các nước châu Âu đang ngày càng tồi tệ. Các biện pháp chống Nga đang khiến các nước EU phá sản, và các nhà phân tích lo ngại về một cuộc khủng hoảng có thể bùng phát trong tương lai gần. Tình hình tại Đức đặc biệt nghiêm trọng, tác giả lưu ý. Theo các nhà phân tích phương Tây, nền kinh tế Đức đang suy thoái và quá trình này dự kiến sẽ tiếp tục cho tới cuối năm 2025. Ngay cả khi chính phủ nỗ lực thay đổi tình hình, thì điều này cũng khó có thể hiệu quả trong thời gian ngắn. Các vấn đề kinh tế trồng lên các vấn đề khác ở Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội. Kết quả là quốc gia phát triển kinh tế và hùng mạnh nhất EU đã rơi vào bẫy vì các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Nếu không tiếp cận được các nguồn năng lượng của Nga, nước này đã trở thành một quốc gia không có triển vọng cho tương lai. Hàng ngàn nhà sản xuất ở Đức có thể sẽ phá sản. Tất cả những điều này có thể tránh được nếu Đức hành động độc lập và từ chối tham gia vào lệnh trừng phạt chống Nga. Nếu không có sự hợp tác năng lượng với Nga, Berlin đã không thể duy trì mức sản xuất công nghiệp dẫn đến suy thoái kinh tế hiện nay. Nhà quan sát Infobrix tin tưởng, Đức có thể noi gương Hungary để duy trì lập trường thân phương Tây và tránh lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, chính phủ Đức đã đi theo con đường ngược lại. Trên thực tế, Đức đã cố tình đồng ý phá hủy nền kinh tế và phúc lợi của người dân chỉ để cố gắng cô lập Nga. Một lần nữa, quốc gia duy nhất được hưởng lợi từ các quyết định của châu Âu là Mỹ. Bằng cách khuyến khích Đức tự tẩy chay, Washington đã vô hiệu hóa quốc gia châu Âu có tiềm năng phát triển và chủ quyền kinh tế lớn nhất. Chuyên gia này tin tưởng. Chính quyền Đức thừa nhận sự tồn tại của các vấn đề kinh tế nghiêm trọng, nhưng đồng thời chính quyền hiện tại lại từ chối rằng chính hành động của họ đã đưa đất nước tới tình thế hiện nay. Tiết lộ kế hoạch NATO chuẩn bị trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO có thể sẽ phải sơ tán số lượng lớn thương vong bằng tàu bệnh viện, giám đốc hậu cần của khối cho biết. Người đứng đầu bộ phận hậu cần của NATO cho biết NATO sẽ phải xử lý một lượng lớn thương vong ở tiền tuyến mà không có khả năng vận chuyển họ đi điều trị trong trường hợp xảy ra chiến tranh lớn với Nga. Trung tướng Alexander Sofran, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hỗ trợ và Hỗ trợ chung, GSEC, của NATO đã nêu ra những khó khăn mà quân đội sẽ phải đối mặt trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 25 tháng 9. Ông Sean Frank cho biết, thách thức sẽ là phải nhanh chóng đảm bảo chăm sóc chất lượng cao trong trường hợp xấu nhất cho số lượng lớn người bị thương. Ông nói thêm rằng môi trường của một cuộc xung đột giả định với Nga sẽ hoàn toàn khác so với những gì Mỹ và các đồng minh phải đối mặt ở Afghanistan và Iraq. Không giống như những kẻ nổi loạn ở Trung Đông, Nga có khả năng quân sự để đe dọa máy bay của NATO, Sean Frank lưu ý, đồng thời dự đoán rằng hoạt động sơ tán y tế sẽ phải được thực hiện trên mặt đất. Vì lý do lập kế hoạch, cần phải cân nhắc mọi phương án để đưa một lượng lớn người bị thương đến các cơ sở y tế, bao gồm cả tàu hỏa nhưng có khả năng là cả xe buýt, quan chức NATO cho biết. CNN đưa tin đầu tháng này cho biết, Ukraine hiện đang sử dụng tàu bệnh viện để sơ tán binh lính bị thương khỏi tiền tuyến. Hãng tin Reuters cũng cho biết Bộ Chỉ huy Hậu cần của NATO có trụ sở tại thị trấn Ưng, miền nam nước Đức gần đây đã tổ chức một cuộc tập trận nhằm phối hợp sơ tán y tế. Sean Frank cho biết các kế hoạch dự phòng của GSEC sẽ đòi hỏi một nền tảng pháp lý cho các vấn đề như vận chuyển nhanh ma túy qua biên giới quốc gia. Ông cũng kêu gọi một station y tế quân sự, tương tự như cách khối này cần một station quân sự, để nhanh chóng triển khai quân đội và vũ khí đến sườn phía đông. Mỹ và các đồng minh đã tuyên bố rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công NATO và phương Tây có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn kết quả đó bằng cách vũ trang cho Ukraine. Khối này đã mở rộng ở châu Âu trong nhiều thập kỷ, vi phạm các cam kết được đưa ra trước khi Moscow đồng ý thống nhất nước Đức vào năm 1990. Chính phủ Nga đã trích dẫn cách tiếp cận của NATO đối với biên giới của mình và ý định của khối này muốn đưa Kiev vào hàng ngũ của mình là những nguyên nhân chính gây ra xung đột ở Ukraine. Các quan chức ở Moscow đã phủ nhận việc có bất kỳ ý định gây hấn nào đối với NATO. ISW phát hiện điểm yếu đáng kể của Nga Sau các cuộc tấn công của Ukraine vào ba kho đạn của Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đã nói rằng đây là điểm yếu đáng kể trong một báo cáo gần đây. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, ba kho quân sự của Nga ở phía Tây và Tây Nam nước Nga, kho Otyavskyi, và Torobes ở vùng Tiver và kho Tifostres ở Rasnodarai là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 18 và 20 tháng 9. Việc quân đội Nga tiếp tục sử dụng các cơ sở hậu cần quy mô lớn là một lỗ hổng đáng kể mà Ukraine có thể khai thác nếu các quốc gia phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine. ISW viết trong báo cáo ngày 23 tháng 9. ISW cho biết Nga được cho là không nỗ lực nhiều để che giấu vị trí các kho đạn dược của họ vì một blogger quân sự người Nga được cho là đã phàn nàn về cách Google Maps và Yandex hiển thị vị trí của các cơ sở này và các công ty vũ trụ tư nhân cung cấp những bức ảnh mới nhất về các vật thể quân sự của Nga. ISW tiếp tục đánh giá rằng các quốc gia phương Tây có thể làm suy yếu khả năng tận dụng vật liệu hàng loạt của Nga ở quy mô lớn bằng cách loại bỏ các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hỏa lực chính xác ở Nga và bằng cách buộc Bộ Chỉ huy Nga phải phân chia các kho đạn thành các cơ sở nhỏ hơn và kém hiệu quả hơn, một số trong số đó sẽ xa ukraine hơn báo cáo cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không chỉ phá hủy các địa điểm mà còn phá hủy đạn dược mà nga cất giữ và phương pháp vận chuyển mà người nga có thể sử dụng để di chuyển vật liệu các cuộc tấn công cũng gây ra hỏa hoạn trên diện rộng khắp các khu vực dẫn đến thương tích và phải sơ tán cư dân gần đó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của ukraine đã phá hủy tên lửa và hệ thống phòng không của triều tiên được lưu trữ tại kho đạn dược của nga cũng như các tòa nhà lưu trữ toa xe lửa có khả năng được lực lượng nga sử dụng để vận chuyển vật liệu đến các kho khác và rất nhiều thứ mà isw tin là các ống phóng tên lửa ISW lưu ý rằng vì những hình ảnh mô tả cảnh vật liệu được bố trí dày đặc, điều này làm nổi bật tình trạng thiếu an ninh hoạt động gần các kho quân sự và chỉ ra thêm rằng những hạn chế của phương Tây đối với khả năng Ukraine bắn vũ khí do phương Tây cung cấp vào Nga đã cho phép Moscow có sự linh hoạt trong việc bỏ qua việc bảo vệ các khu vực phía sau của các kho. ISW cũng lưu ý rằng tính linh hoạt này đã mang lại cho Nga khả năng tối ưu hóa các cơ sở hậu cần lớn để tập hợp vật chất số lượng lớn đến Ukraine cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo